Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay á. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi Yu-Gi-Oh! Bao gồm Chaos tiếp. Thì đây là series hợp tác giữa mình và bạn Okada Hanabira. Thì bạn Viên có nói với mình đó là đề nghị bạn Okada Hanabira là bỏ cái lá bài gây lỗi ra. Tại vì cái lá đó nó khiến cho video cảm thấy hơi bị khó xem, do là cái điểm HP khi đó nó sẽ bị lỗi. Rồi, cái đó thì mình đồng tình, nhưng mà cái đó là ở những video sau nha. Còn ở cái những cái video còn lại này thì chưa. Bạn Okada Hanabira bữa nay có gửi cho mình một loạt video về đánh bài với UC rồi, nhưng mà chúng ta phải xong cái series Yuma này cái đã. Còn 5 ván, bữa nay đạp cho 5 ván luôn. Rồi hôm qua mình cũng có làm một cái video tương đối dài, khoảng như 20 mấy phút, nhưng mà chỉ có 2 ván bài thôi. Thì bạn Phương Bùi có nói với mình là nên làm những cái trận mà nó dài giống như vậy, coi nó mới đã. Thì thật ra cái đó mình cũng muốn, nhưng mà vấn đề là nó phụ thuộc vào trình độ của AI. Các bạn có những trận AI nó đánh rất hay, nhưng mà có những trận AI nó đánh rất là tồi, cho nên là cho nên chúng ta phải chịu, mình không có quyết được cái vấn đề đó. Thì nói chung là bạn Okada Hanabira gửi cho mình ở đây là năm, tổng cộng là còn 5 ván, bao gồm ván 9, ván 10, ván 11, ván 12, ván 13. Thì mình thấy là các ván này thì cũng có ván dài, ván ngắn thì thôi để coi mỗi ván nó như thế nào. Hy vọng là ở cái ván bài này thì bạn Okada Hanabira không có xài phá phân lực phóng loạt nữa, còn có xài nó lỗi thì mình phải chịu vậy. Rồi. Rồi, ok, Quy Thanh Đảo là nằm xuống thủ. Cái đó là thế thủ đẹp rồi. Ây da. Đúng rồi, xuống hố nhanh. Oh, vừa vô là đã dung hợp rồi à. Cái này thật ra nó là dung hợp nhưng mà giải tan thành XYZ các bạn ạ. Tại cho cái bản gốc Yu-Gi-Oh! Bao gồm Chaos này thì nó không có cái XYZ. Thành ra là những cái bản này nó mod đó, thì nó cũng chỉ dựa trên nền tảng của Fusion thôi. Còn các bạn muốn XYZ thì chắc là phải chơi qua cái phần của Legacy mới có. Bạn Viên thì nói là lâu rồi mình không có, mình chơi Legacy. Thật ra mình tìm lại được chỗ tải rồi mà mình chưa muốn chơi. Tại cái bản đó mình chơi mình cảm thấy nó hơi nặng nề, trong khi đó mình chơi cái bản bầu ở Chaos thì mình cảm thấy nó thoải mái hơn. Có thể là do mình là một cái người hoàng cổ, thích chơi những cái bản game nó cũ, chứ mấy cái bản game mới thì mình chưa có quen. Với lại mấy bữa nay thì cũng là có một số bạn đề nghị mình là chỉ cách tải rồi tải nó ở đâu, thậm chí có bạn hỏi mình là có bán cái phương trại hay không. Mình nói trời ơi, cái này là hàng miễn phí mà, cái cách hướng dẫn tải thì mình đã chỉ ở tập số 4 của cái phần new game rồi. Còn ví dụ cái phương trại thì ngay trong cái phần tải nó cũng có, chứ đâu cần mình bán đâu, có bán có buôn gì ở đây, game này miễn phí mà. Ây da. Để coi, bạn Viên vừa mới nhắn bệnh như thế nè. Mà bữa nào nhờ bạn cái gì để mình đọc thử coi. Rồi các bạn đợi mình xíu nhé, để tại bây giờ mình đang đọc cái tin nhắn trên điện thoại. Lâu lâu hên nó nhảy ra được những cái tin nhắn này đúng lúc mình chơi thì ok. Nó có cái lá bài tự sướng nó phá mình quả, nó cũng hay đấy. Tội nghiệp bữa Atlantic của mình. Để coi nào, bạn ấy nói là mà bữa nào nhờ bạn đó test mấy lá mod lại từ Sanga Kazenjin, Sujin xem. À, Sanga Kazenjin với lại Sujin hình như là thần gió, thần nước với thần sấm thì phải. Nếu không có lẽ, có lẽ là do mod đó còn vẫn bị, thì do là ba lá đó lỗi. Ở bản game mình còn bị crash game vì điều này. À, rồi ok. Thì cái vụ mà phản đòn này đôi khi mình nghĩ chắc là nó bị lỗi đó các bạn. Với lại cái lá đó bình thường nó là lá summon, nó tới 7-8 sao mà qua đây tự nhiên nó còn có là hình lá 4 sao. Đương nhiên mình nghĩ là nó phải có lỗi rồi. Thì thôi không sao cả, bình thường. Tại cái này nó cũng chỉ bị khi mà mình quay relay thôi, mình chơi thử rồi mình chơi thì không bị các bạn ạ. Quay mình quay lại relay lại mới bị. Ê, trời ơi, quả này căng rồi đây, căng rồi. Cực căng rồi. Rồi, không sao. Ai hay quá đắt hôn. Hay lắm bạn tôi. Nhưng mà giờ hai đứa đều không có bài để chơi. Nó ra quái thì ông lỗ, mà nó ra bài phép bài tráp thì không sao. Rồi ok ổn. Rồi xong. Hay quá, hai bên có bài chơi tiếp và đỡ mất công ngồi đợi. Cái ván bài nó dài mà do hai bên không có bài để chơi buồn lắm, thà có cái bình này kéo con phát ra luôn. Rồi,
hai con này hợp lại ra con gì quên nữa rồi. À cái Utopia, Utopia bá đạo rồi. Con công có thật gì cũng như con thủ ra một con thủ tương đối vẹn toàn cũng ngon. Xui cho ảnh là mình có lá bài này, miễn chiến bài các bạn. Rồi rồi, để coi bạn Hậu David nhắn gì cho mình đây. Bạn này thì hình như là không có xem series Yu-Gi-Oh này, nhưng mà bạn này thì rất là hay ủng hộ cái kênh của mình từ như, nói chung là cũng khoảng chừng mấy tháng như chừng mấy tháng sau mình lập kênh là bạn này ủng hộ rồi. Để coi này là bắt sữa à, cái này bạn ấy mình đang bàn một chuyện bàn về cái âm cái manga Conan cơ, nó còn liên quan tới cái này rồi. Thôi không sao rồi, xong tưởng được hồi máu mà rồi. À không được, hồi được quên ổng có quên đang nhìn gọi không nhớ là ổng có úp được cái tab này xuống rồi. Tab cho Tấn xin nhẹ 500 máu, mình được hồi 1000, mình được hồi mà đối phương mất cái này mới cay chứ đùa đâu. Này đô hả, đô tới đâu rồi cũng vậy thôi chú em ạ. Rồi chấp nhận luôn, không sao, cái này nên chấp nhận các bạn, không nên gì mấy cái điểm trừ máu này mà chúng ta để mất thời gian. Đây rồi 1800 nữa, thấy đẹp quá rồi, đối phương coi như là tắt điện luôn. Wow, chà rồi quy thanh đảo ra trận rồi, vô thiếu đúng 100. Rồi dán này 7 phút về cũng hay rồi các bạn. Rồi ok, dán này hay, dán này vậy là coi được rồi, không cần dài thêm nữa đâu. Rồi tập số 10 nào. Rồi vô. Trời ơi, sao mà trap nhiều thế, số bài vậy là hơi không vui rồi nha. Quá mà tại cái lá cao này nhiều khi là mình lại vô tình giúp đối phương nữa đấy. Rồi vô thí 4000 máu mà chỉ để phá cái sân của nó thì đôi khi hơi phí. Rồi một cái lá sức mạnh đoàn kết đi xuống. Rồi, có con đô đây luôn rồi hả, cho nó hai con quái lấy được có mỗi con lá phép hơi lỗ. Trời, cái này lỗ rồi. Cái này bắt buộc phải chơi, chứ không thôi là mình lỗ ấy. Trời ơi, nó sổ bài xui thế này, xui còn hơn bị lấy dù cua quốc nữa. Rồi 1700 này đổi được lá bài. À còn lá này, nhưng mà vẫn là lỗ, tại quả này mình miễn cưỡng phải đào phải thắng đòn thôi, kéo được cái tay na cái kéo giò này cũng đỡ. Coi chừng ông ơi, nó có cái lá bài đấy, để coi có thể là cộng 500 hoặc có thể là cộng 700 nha. Rồi không sao, tại mình lấy được phân nửa lực công của nó vô mình vẫn ăn, mình cộng 300 mình lấy phân nửa lực công của nó nữa, tức là mình được cộng thêm bao nhiêu ta, 850 nữa, khỏi lo. Ây chà, dám chơi không? Rồi đó, ông bạn mình dám chơi rồi. Rồi cộng vô được 1000, một cái lá bài này được 500, cái này được 1000. Bắn một full vol này thì hơi lỗ, nó ra hai con nữa mà nó còn trừ của mình 500. Lượt sau nó lật qua rồi, ông bạn mình lẫn mình đều chưa có lá xuyên giáp các bạn. Rồi tự trừ mình 500 rồi, nguy hiểm nha. Nó mà lượt sau mà nó gọi được một con fusion nào mà 2500 ra là ông mệt á. Tại mấy con này ra toàn mình để ý là nó toàn là cái kiểu phải 2500 không à.
Ờ như giờ ra con Dodo vậy nè. Chính xác luôn, tại nãy rút một con Dodo mà nó chưa xài nè. Cái này mình hơi lỗ xíu mà hơi cũng không sao. Tại ra mình nó mở ngưỡng lá nhưng mà mình mất cái lá sức mạnh phù thủy các bạn. Để coi giờ ai lỗ hơn. Rồi hay lắm, phong vũ chi thuật thổ uế chuyển sinh. Rồi cái này là cái bất động sản của ảnh. Rồi tăng ok rồi nằm xuống. Hay quá, mình mất con lá thôi. Ok mà lâu sau mình bắn thì mình là người được dỡ lên. Vấn đề là đối phương còn trap. Rồi úp hay ngửa? Úp chứ cho nè. Ăn tỏ ra ngửa cũng không sao mình rút bài. Mà trường hợp này nên úp. Này Tatsuke này, hiệp sĩ Nhật Bản các bạn. Go găng thì ghê rồi. Cá mập nhiều chuyện hay lắm. Rồi ổng lại xài pháp phong lực phóng loạt nữa rồi. Thật ra cái con này nó ở lá bài này, thật ra tên của nó là cô bác phòng thủ nha các bạn. Nhưng mà mình lại thích gọi nó là pháp phong lực phóng loạt, tại vì bản thân nó chính là pháp phong lực phóng loạt mà. Dùng để công cũng được mà để thủ cũng khá ok. Khác gì pháo nhiệt áp cũng liên quan nhiệt áp của Liên Xô ngày nào đâu. Ôi trời ơi. Đây 700. Bây giờ cái đường cùng mà chúng ta vẫn chưa thua vậy là tốt. Mình thích như ăn bài giống vậy. Trời, chơi luôn, không đề phòng bị ảnh giật. À, con này thì mệt rồi, nó cố nó thủ rồi mình khỏi đánh luôn. Trời, rút bài chi thuật. Wow, ô cái găng là tưởng nó gọi con Dodo lên chứ. Ôi trời, con này à, rồi kỳ là thương kỳ lân. Ở lần này nó ra sát thương đúng với đâu có sai đâu. Rồi dứt. Đúng rồi. Dứt tiếp. Rồi bắt đầu nó lỗi đó. Rồi thôi không sao, hầu như không có sai sót gì. Nó nhảy thì nhìn hơi khó chịu mắt thôi. Ít đi xét nữa rồi. Nguy hiểm. Hai con này mà hợp lại với nhau là hơi mệt nha. Thành cái con máy chụp hình, máy quay phim hay gì đó. Triệt công chi thuật hay lắm. Thì ra là con này. Rồi, vấn đề là làm sao đánh tiếp được đây. À được rồi, hay lắm. Yeah. Chơi luôn hả? Biết ngay mà. Rồi cool, chú cool rồi. Chú cool nhất cái server trái đất rồi luôn. Rồi vô tiếp. Rồi có khổ đồ đá ở đây thì cũng tốt. Để coi ai nó dở được trò gì nữa nào. Giá này cũng quýnh nó chỉ cùng ngắn nữa khá hay chứ. Cái vấn đề nó bị lỗi thôi. 500. Nó ra 2000 luôn chứ.
cái lỗi này hơi khó chịu nha. Đúng là không nên dùng cái chiêu này của cái mấy cái con này. Rồi, à con Dorado bây giờ nó mới xuất hiện đây. Dở. Thật ra quả đó là 500 nha các bạn, không phải 2000 đâu. Rồi, xong rắn thứ hai cũng coi khá là được. Dạng số 3. Rồi. Rồi thôi cũng được, 4000 máu để bảo vệ mấy cái lá này. Nó vô là ông bạn mình, ổng gần như là gắn liền nhà tiên tri các bạn, ổng không bao giờ thoát ly khỏi cái lá này được. Cho nên là kiểu gì kiểu là ổng cũng phải dùng cái lá này thôi. Mặc dù cái lá này cũng hại ổng mấy bận gì cái tờ nó kéo máu kinh quá, mà ổng nhất quyết ổng phải xài cho bằng được. Mặc dù là cái lá này nhiều lúc nó tạo ra nhiều fan cho mà ổng lật kèo hay ghê chứ đùa đâu. Nói chung là được cái này mất cái kia thôi, nhưng mà thật sự thì mình không ưa nè tiên tri chút xíu nào á. Mặc dù nhiều bạn đã nói với mình về giá trị của nó rồi, bản thân mình cũng dùng rồi mà giờ mình vẫn cảm thấy ghét khi mà bị nó trừ nửa máu. Thà là nó cứ trừ cố định, dù nó trừ 1000, nó trừ 500, nó trừ 2000 hay gì đó mình cũng còn muốn xài. Tại vì cái Mario World mình còn vẫn còn muốn xài dù nó trừ 2000 mà. Nhưng mà cái con này nó rất là củ chuối, nó trừ 50%, ví dụ mình đang đầy 8000 nó dứt phát hết 4000 mình rồi. Rồi, ok, phá luôn. Không cho nó, đúng rồi, không cho nó dung hợp các bạn. Phá thế. Bắn. Rồi, nhưng mà chưa hết máu của đối phương được. Có để con kia hết công thì cũng vậy thôi. Bắn phát văng vô. À bắn con này chứ đâu ngu bắn cái tượng. Dứt. Rồi, dáng này tương đối nhanh nhưng mà cũng đúng, cứ nên có dáng dài dáng ngắn vậy chúng ta có cái sự thay đổi. Không dáng này hay không, dáng này coi được, không vấn đề gì. Rồi, để coi nào. Rồi, dáng thứ 12. Chà, vừa vô mà bạo phong chi thuật nhiều thế. Ông úp một lá, ông giữ lá trên tay các bạn. Không, cái lá cái chiêu này đúng á, đừng úp xuống nhiều quá. Tại bây giờ mình không có nhà tiên tri, cũng không có cái vòng tròn ma pháp hay gì cả. Nọ ra cái bình cũng tốt. Rồi phá liền, phá liền. Nó ra ba lá lần hả. Phá ngay cái lá nào mà nó nói thường là lá xịn các bạn. Nó luôn úp cái lá xịn đầu tiên xuống trước. Rồi lá thứ hai. À ra là lá này. Rồi cũng sao coi như nó lỗ đi, tại vì mình cũng có xài đâu. Đây. Cái lá này nó chính là nó 500 anh em ấy nha các bạn. Chẳng qua nó tạo hình giống vậy cho khác xíu thôi. Rồi. Phá luôn. Tại ra con Archer chơi cũng không cần phải gắn vô nó làm gì, nó cũng tự hủy à. Trời, ông cầm theo con kiến rồi luôn à. Rồi xong. Cái này là cho đối phương lợi thế nha. Tại vì á là ông đừng có nghĩ là ông lấy được 2400 của đối phương mà ngon. Nó rút được hai lá là nó lật kèo dễ lắm á. Giờ mình nói mà, thật ra con này nó mod lại từ con goblin đầu bếp thôi các bạn. Rồi bắt đối phương đổi lại thế thủ cũng được. Nhưng mà bây giờ mình đâu có công được đâu.
nó đã quả gì rồi nên chỉ mất máu rồi hay hơn. Rồi nó ba mình hai. Không, sớm muộn giờ ông cũng mất máu à. Hai con này đều là hai con quăng vô nha. Ông mất hai con này thì hơi tiếc á. Rồi vô. Phá. Đúng rồi, quăng ra luôn. Mặc dù mình đánh được nhưng mà phải đề phòng. Cảm ơn nha, nó phá cái lá là rộng chỗ thôi. Ây, đôi khi nó hơi ngáo các bạn. Ồ, thôi chuyển sinh. Ồ, nó gọi được con Dorado Warrior ra rồi. Thêm con U33 Buster này hơi nguy hiểm. Đúng rồi, chặn đầu con Dorado Warrior ngay. Trời, có cả con nhà tiên tri ở đây cơ. Rồi giờ chúng ta đánh theo kiểu tàu lặn dâu thôi, kéo máu nó từ từ chứ biết sao giờ. Năm trăm úp xuống hả? Gì đây trời, nữa hả? Thiệt luôn, biết ngay mà, nó bắt bài mình liền. Rồi ok, biết ngay là ổng như thí liền mà, ổng không bao giờ chịu bỏ cái thế đâu. Nhưng mà 400 này không đáng, 400 mà cho nó hai lá bài nó lời quá, lá có 200. Nó Kamiyoko cho ông một phát nãy giờ tôi biết mà, nó ém cái lá này tới phút cuối đó. Giờ ông còn 2.900 nữa nha. Rồi nó bắn phát rồi ba con này xuống, ông mất cái thế khóa của ông. Không biết ông dừng của nó mấy lá nhưng thấy ông lỗ rồi đó. Rồi xong. Rồi một lá. Được con lá. Rồi thủy độ thủy long đạn. Cái số ông này có vẻ như đen mà chưa tận các bạn. Nhưng mà rồi sẽ tận thôi. Trời, quả này là quá đẹp luôn, mình không mất cái gì luôn. Thủy độn, thủy đông đạn này là hơi bị vip. Rồi xong. Rồi quy thanh đảo nằm xuống. Không phải cái này phải nằm các bạn, nó có hai lá tráp thì không có công được. Rồi Asasa Archer xin nhẹ 800. Rồi có Mỹ chiến bài đây là ngon rồi. Chà, quả này nguy hiểm. Con Asasa Archer cộng với con cá này nó ra cái gì nhỉ? À, Leviathan, đúng rồi, Leviathan. Nó ra con Leviathan là mình mệt rồi. Rồi, thêm con U33 Butter này là chịu rồi. U33, U44 gì cũng vậy thôi mà, ra 33 thì cũng thường. 33 được cái là 5 viên đạn thôi các bạn. 44 mà bắn nó mới đã. Bạn nào hiểu ý mình thì có một tuổi thơ rất là đẹp rồi đó. Không hiểu thôi cũng sao. Nói chung là 33 thì ra ngày xưa anh em mình không thích, ngày xưa chơi 31 không à. 31, 13 là cái cặp đôi mà nhiều anh em đi thích lắm á, mình nói thiệt. Mà anh nói là ngày xưa anh em cũng giữ mâu thuẫn. Lúc mà ở bên đội bạn á thì thích 43, 44, mà tới lúc về đội ta rồi lại thích 41, 42. Nói chung là toàn cứ thích đi giật súng của người ta thôi. Ráng đánh bắn được đối phương để mà nhặt súng các bạn. Rồi xong thua. Phản đòn được cái thì ông cũng không thắng đâu ông ơi. Rồi xong. Giờ tôi thắc mắc tại sao cái lần này nó bị lẻ rồi.
Tại ông thua một dáng này thành ra cái chập này ông mới quýnh ba dáng như vậy. Tôi hiểu ông quá mà. Rồi dáng số 13 nào, không tập này về nửa tiếng coi đã chứ, tại nãy giờ dáng nào mình thấy hay không? Có một dáng thấy ngắn thôi, không biết dáng này có ngắn không mà thấy cũng được. Rồi mà vừa vô thấy toàn tráp chứ phép không là tôi thấy xui rồi đó nha. Rồi xong luôn. Chắc thua nữa quá các bạn ơi. Rồi thủy độn, thủy long đạn. Rồi sao nó ra thêm một con nữa là tốt. Thủy độ, thủy long đạn. À cái sân bất động sản này thì không sao. Không giá này hấp dẫn nè. Quýnh quyết liệt á. Tại vì vừa vô là mình mất cái thượng phong rồi. Do là mình mất hết mấy cái tráp. Cái kiểu úp tráp nhiều nhiều của ổng là dễ dính trưởng qua ai đó, là nó quăng, nó không dù nó không có mà điểm linh vũ mà nó xài huyết hoa của phong bạo cũng vậy thôi. Rồi Utopia. Utopia hay bất kỳ con Fusion hay là con Summon nào mà gặp phải mấy con mà nó quăng vô giống vậy là con này là mod lại từ Hane Hane thôi. Mà bị quăng vô cái này Fusion khó ra hơn nữa, tại Fusion phải có 3 lá. Ít nhất là 2 lá nếu mà các bạn có sẵn sân. Trời, ổng chơi hết ga thiệt rồi. À hôm nay ổng bắn thí. Không, quả này nhìn là biết bắn thí rồi. Tại vì đối phương đang có 2 lá tráp mà ổng dám bắn là chắc chắn là ổng thí các bạn. Cá mập nhiều chuyện ra không đúng lúc rồi các bạn. Nhiều chuyện phải đúng lúc, này là nhiều chuyện không đúng lúc rồi. Rồi có triệt công chiến thuật ở đây cũng tốt. Đúng rồi, nên chơi. Có điều quả này không lợi lắm. Tại cái con này thì không, nên nó đang có bất động sản thì mình nên chấn các bạn. Cái con này nó là một trong những con có thể dùng để dung hợp. Phá thế. Đúng rồi. Rồi hay quá, mình kéo luôn lá bài của nó. Kéo được con Dorado Warrior rồi. Cái con Dorado Warrior này là một trong những con là chủ lực của Yuki ấy nha các bạn. Xin lỗi các bạn, Yuma ấy nha các bạn. Nó nhầm thành Yuki nhân vật chính của phần 2. Ông Yuma này là nhân vật chính của phần 4 các bạn. Rồi xong, mệt rồi. Dorado Warrior rồi, nó bắn một quả thôi là thấy mấy chục ông trời rồi. Nhưng mà triệt công, nhưng mà khoan đã, đừng có mừng dội. Triệt công chi thuật có ở đây, nó ra ai sẽ xa chơi cũng vậy thôi. À đúng rồi, kéo dò chi thuật luôn. Rồi cá mập phải gọi một con lên. À gọi Dorado lên luôn à. Trời ơi, gọi con nó lên đi ông đè. Bắn luôn. Rồi dính hay quá. Lần này cá mập nhiều chuyện thật sự là công rồi các bạn. Mà nó chơi chứ con này là mình nhớ cái con Oroku xưa, con vị tướng thứ ba của Oroku bên Nhân Gao ấy nhỉ. Hình như cái gì quên mới tiêu tên rồi. Cái con nhiều miệng ấy. Hình Rocha thì phải. Con nó ham ăn. Mà đặc biệt là giới tính không rõ ràng luôn, giọng gì lúc nam lúc nữ nữa chứ. Tại do nhiều miệng, mỗi miệng phát ra giọng nói khác nhau. Nhưng mà nó chơi nói gì thì tới hôm nay mình vẫn mê em đi các bạn. Còn Yabeba thì giờ tất nhiên là một cái nhân vật mà đem lại cho chúng ta rất nhiều tiếng cười rồi. Thành ra là đương nhiên Yabeba vẫn luôn luôn nhận được sự yêu quý từ fan. Và đặc biệt đó là siêu nhân bạc thì lúc nào cũng trở thành một cái meme để cho chúng ta chọc. Trời ơi. Ồ, đến phút này rồi mà nó vẫn còn quăng được cái lá cho tao mặt bằng này ra là hơi bị ngon nha. Còn Rasengan một quả chứ đùa đâu. Còn các bạn muốn biết tại sao mình nói như vậy thì các bạn cứ lên mạng các bạn xem cái người ta gọi là hiệu ứng gao bạc đó là các bạn hiểu à. Nói nhiều mất vui các bạn. Rồi để coi. Giá này nó thắng thì kiểu này thì cũng được, coi như nó cũng đã là một đấu trí căng thẳng rồi các bạn. Nó không có quá dài thôi.
tại hai bên thì chỉ mới phải sử dụng khoảng nửa bộ bài, nhưng mà nửa bộ bài đó với mình là quá đủ. Dứt thắng rồi, thôi vắng bài thì ngừng yếu đẹp vừa nửa lúc nửa tiếng cái này hai. Ồ, năm ván bài thì vừa đủ nửa tiếng, hay quá. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình á. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Vậy là hôm nay chỉ có một ván bài bị lỗi thôi. Bye bye.